đừng xét đoán. Matthew chương 7 từ câu 1 đến câu 5. Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Kính chào ông bà và anh chị em. Hôm nay là ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 12 thường niên 5B. Tôi xin được tiếp tục đến với chương trình Lời Hằng Sống để cùng với anh chị em chúng ta suy niệm lời Chúa hàng ngày. Lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Matthew chúng ta vừa nghe hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy công bằng với anh chị em của mình trong lời nói, trong tư tưởng, cách suy nghĩ của chúng ta về anh chị em của mình. Chúa Giêsu nói anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa sẽ trả cho anh em bằng đâu đó. Ở trong đời sống chúng ta thấy đôi khi chúng ta rơi vào tình trạng thiếu công bằng với anh chị em của mình khi mà chúng ta xét đoán, có nghĩa là khi chúng ta chưa biết rõ tường tận anh chị em của mình, chúng ta nghe người này nói, nghe người kia nói, để chúng ta nói theo, chúng ta thêu dệt, chúng ta lên án, như vậy là bất công. Chúng ta thấy Chúa Giêsu ngài chỉ trích những người Pharisêu sống giả hình, nhưng mà ngài biết rõ đời sống của họ, chứ không phải là một cái biết sự mơ hồ, chứ không phải là nghe người ta nói, ngài chứng kiến hành động của họ. Cho nên chúng ta phải công bằng với anh chị em của mình khi chúng ta nói lời nào đó, suy nghĩ, nói với người khác về anh chị em của mình. Đừng có xét và đừng có đoán. Chúng ta phải chân thành góp ý với nhau, chân thành sửa đổi cho nhau và nghĩ tốt về người khác. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau và xin Chúa ban cho chúng ta cái ơn là biết nghĩ tốt về người khác khi chưa có chứng cứ rõ ràng, khi chưa có một cái gì xác thực rõ ràng. Chúng ta phải nghĩ tốt về anh chị em của mình, nghĩ tốt về hành động của anh chị em của mình. Đừng có xét đoán. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau. Xin cảm ơn ông bà và anh chị em.